Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Tucson, chiếc xe crossover cỡ C gầm cao 5 chỗ ngồi của bên nhà Hyundai mà trong video ngày hôm nay, thời điểm ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023, dịp đầu tháng mới này, Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này có sự thay đổi dành cho từng phiên bản của Hyundai Tucson, cập nhật về những chương trình khuyến mại, quà tặng phụ kiện, tặng thẻ bảo dưỡng dịch vụ và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Một chiếc xe mà hiện tại đang được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản đang phân phối vì nó là sản xuất lắp ráp trong nước và cái thời gian áp dụng của nó còn đúng 1 tháng nữa thôi, đó là cái tháng 12 này. Một chiếc xe mà hiện tại ở trong phân khúc đang cạnh tranh với cả Mazda CX-5, đang cạnh tranh với cả Ford Territory. Một cái chiếc xe mà trong thời gian vừa qua được rất nhiều người quan tâm và lựa chọn. Thì mình xin phép cập nhật ngay để anh chị chúng ta nắm được và đưa được ra phương án. Với Tucson thì đang được phân phối với 4 sự lựa chọn: bản xăng tiêu chuẩn, bản xăng đặc biệt, bản 1.6 turbo và bản 2.0 máy dầu. Trong 4 phiên bản này thì bản máy dầu coi như bỏ vì đã không còn xe và nhà máy cũng không có kế hoạch trả xe máy dầu trong cái tháng 12 dương lịch này. Cho nên là khách hàng mà lựa chọn về máy dầu hay quan tâm về máy dầu thì theo mình là ít nhất là bỏ trong cái tháng này. Vậy thì còn lại là 3 phiên bản, từng phiên bản như sau. Đầu tiên là Tucson máy xăng 2.0 bản tiêu chuẩn. Đây là phiên bản thấp tiền nhất của Hyundai Tucson với mức giá niêm yết đang là 769 triệu đồng. Bản này tại thời điểm này để lăn bánh được ở tỉnh sẽ là 814 triệu, ở Hà Nội là 842 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 834 triệu đồng. Anh chị nhá, tỉnh là 814, Hà Nội là 842 và thành phố Hồ Chí Minh là 834 triệu đồng. Nếu như mà so sánh ở trong phân khúc thì phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Tucson nó bằng tiền với phiên bản Deluxe, cũng là phiên bản thấp tiền nhất của chiếc xe Mazda CX-5. Anh chị ạ, cái là chúng ta sẽ lựa chọn theo cái kiểu nào, theo cái thương hiệu nào, theo cái option nào mà chúng ta thích thôi, đúng không ạ? Mua trả góp bản tiêu chuẩn của Hyundai Tucson này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 199 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 227 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 219 triệu đồng. Anh chị ạ, tỉnh là 199, Hà Nội là 227 và thành phố Hồ Chí Minh là 219 triệu đồng theo phương án trả góp. Đó là bản tiêu chuẩn của Hyundai Tucson tại đại lý của mình, đủ màu giao ngay luôn. Phía trên bản tiêu chuẩn cũng là máy xăng 2.0 hút khí tự nhiên, hộp số 6 cấp số, đó là phiên bản đặc biệt anh chị nhé. Trên tiêu chuẩn là đặc biệt. Bản đặc biệt của nó thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 839 triệu đồng. Tuy nhiên tại thời điểm này để mà lăn bánh được phiên bản này, ở tỉnh chúng ta sẽ bỏ ra số tiền là 903 triệu, ở Hà Nội là 932 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 910 triệu đồng anh chị nhé. Lăn bánh Tucson bản đặc biệt ở tỉnh sẽ là 903, Hà Nội là 932 và thành phố Hồ Chí Minh là 910 triệu đồng theo phương án trả thẳng. Trả góp của bản xăng đặc biệt này thì ở tỉnh tối thiểu bỏ ra là 190 triệu, Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 217 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 210 triệu anh chị ạ. Tỉnh là 190, Hà Nội là 217 và thành phố Hồ Chí Minh là 210 theo phương án trả góp. Tại đại lý của mình, bản xăng đặc biệt này cũng có xe giao ngay và luôn và đủ màu luôn anh chị ạ. Đó là bản xăng đặc biệt, một trong những cái phiên bản mà cũng được rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm và lựa chọn. Sang cái phiên bản thứ ba, đó là Tucson 1.6 turbo. Đây là một phiên bản mà tại thời điểm này với mức giá niêm yết đề xuất đang là 899 triệu đồng. Đó là mức giá niêm yết đề xuất thôi. Nhưng để lăn bánh được phiên bản turbo của Hyundai Tucson dịp đầu tháng 12 ở tỉnh sẽ bỏ ra là 986 triệu. Hà Nội là 1 tỷ 016 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 975 triệu đồng. Anh chị ạ, tỉnh là 986, Hà Nội 1 tỷ 016 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 975 triệu đồng theo phương án trả thẳng. Đó là Tucson Turbo anh chị nhé. Mua trả góp Tucson Turbo này thì ở tỉnh số tiền bỏ ra tối thiểu sẽ là 241 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 272 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 261 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 241, Hà Nội là 272 và thành phố Hồ Chí Minh là 261 theo phương án trả góp.
Về tình hình giao xe của Hyundai Tucson Turbo này thì theo mình tại thời điểm này ở trên thị trường không còn màu nào và hầu như là cũng không còn xe giao ngay và luôn nữa rồi, mà chủ yếu là khách hàng chúng ta ký chờ. Thì với đại lý của mình sẽ ký chờ được đâu đó khoảng tầm chục xe anh chị ạ, trong cái tháng 12 này thôi, và sẽ là giao xe trước ngày 20 tháng 12 năm 2023 tới đây. Cho nên là bản này là ký chờ chứ bây giờ cũng không còn giao ngay và luôn với Tucson Turbo nữa rồi anh chị ạ. Vậy thì nếu chúng ta đang quan tâm về 3 phiên bản của Hyundai Tucson này, cả 3 phiên bản này hiện tại vẫn đang có chính sách thuế, vẫn đang có những cái chương trình ưu đãi nhất định, và trong cái thời gian trước thì nó được hạ cái mức giá niêm yết, cho nên là cái mức giá này tại thời điểm này ở trong phân khúc cũng vẫn đang có tính cạnh tranh rất là mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta muốn xem xe, muốn lái thử trải nghiệm thực tế bất cứ một cái phiên bản nào, nhờ quý chị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.